Hello, trong video hôm nay chúng ta sẽ nói về những vũ khí được sử dụng ít nhất trong game. Như các bạn biết thì trong game có những vũ khí được sử dụng rất là nhiều, rất là phổ biến trong game. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều vũ khí được sử dụng rất là ít, thậm chí có những vũ khí còn bị người chơi lãng quên nữa mà. Vậy thì ta cùng tìm hiểu xem những vũ khí được sử dụng ít đó là gì nhé. Let's go! Đầu tiên, không ai khác đó chính là chai xịt hơi cay. Một vật dụng không được sử dụng quá phổ biến trong Granny. Chai xịt hơi cay là vũ khí thứ tư được xuất hiện trong Granny. Khi ra mắt nó không quá nổi bật so với các vũ khí trước đó. Khi đây là vũ khí đầu tiên không có khả năng hạ gục Granny mà nó lại chỉ đơn giản khiến Granny bị mù trong khoảng thời gian ngắn. Điều này khiến cho thuốc xịt hơi cay không được ưa chuộng nhiều như các vũ khí khác. Bởi khả năng của nó không mạnh, không có nhiều tác dụng trong trận đấu. Thực sự rất hiếm trường hợp mà ta cần phải dùng đến chai xịt hơi cay. Trong khi đó ta có rất nhiều lựa chọn khác tốt hơn để tiêu diệt Granny. Chưa kể, nó còn bị giới hạn lần xịt và chỉ khiến Granny bị mù trong khoảng thời gian khá ngắn. Đã thế ta còn không biết khi nào bà ta hết mù và mù trong bao lâu. Những điều đó khiến cho thuốc xịt hơi cay tuy không phải là phế vật hoàn toàn, nhưng so với những vũ khí khác thì nó lại rất lép vế. Đến với một vũ khí tiếp theo, tuy được sử dụng ít nhưng vẫn được sử dụng nhiều hơn thuốc xịt hơi cay một chút. Đó chính là bẫy đóng băng, một vũ khí được xuất hiện cuối cùng trong Granny 1. Bẫy đóng băng sinh ra khá dư thừa, vì ta muốn lấy được nó thì cần phải có nỏ hoặc shotgun. Nhưng chán một chỗ là bẫy đóng băng mức độ đa dụng của nó còn kém hơn cả nỏ và shotgun và có tính bóp nữa. Chưa kể bẫy đóng băng nằm ở một vị trí sâu trong góc của map nên nhiều người chơi ít khi mang nó ra khu vực khác, đặc biệt trong Extreme. Đa số họ chỉ sử dụng bẫy đóng băng ở khu vực con quạ mà thôi. Rồi nhanh chóng mang đồ mình cần đi giải đố chứ không rảnh mang nó theo làm gì. Vậy tại sao ta phải sử dụng một vũ khí khá yếu trong khi lúc đó bạn đã lấy được cho mình các vũ khí ngon hơn nhiều như nỏ hoặc shotgun? Qua những yếu tố trên khiến cho bẫy đóng băng không được phổ biến trong Granny nhưng nó vẫn hơn thuốc xịt hơi cay một chút do nó có khả năng hạ gục Granny. Đến với Granny 2, ta có đo lóc, một vũ khí không hề có khả năng gây sát thương. Chỉ có tác dụng khóa lên cánh cửa mà bạn mong muốn trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu mà nghe thì công dụng có vẻ khá là ngon nhưng thời gian mà nó khóa thì lại không lâu. Ở những chế độ dễ, bình thường thì đo lóc là một vũ khí khá ngon. Nhưng ở trong chế độ khó và cực khó thì đo lóc lại không được sử dụng nhiều. Chỉ vỏn vẹn 15 giây là không đủ quá ít để ta hành động. Do đó rất ít trường hợp mà ta thực sự cần đến nó. Chính vì công dụng của nó không quá đáng kể nên không có nó cũng chả ảnh hưởng gì đến trận đấu cả. Có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? Tiếp theo, một vật dụng không được sử dụng phổ biến nhưng vẫn được dùng nhiều hơn đo lóc một chút. Đó chính là lựu đạn. Lựu đạn không phế, nhưng cách sử dụng của nó khá là tù và hơi khó sử dụng và có tính rủi ro cao. Nếu mang lựu đạn ra để solo trực diện với hai ông bà thì đúng là một lựa chọn sai lầm khi ta phải căn đúng thời điểm nó nổ. Lựu đạn ở những chế độ dễ thì có thể nói là ngon. Nhưng trong chế độ khó và cực khó lựu đạn lại không được ưu ái sử dụng. Vì như ta đã biết, ở những chế độ khó tốc độ ông bà chạy rất nhanh nên việc căn là khá khó khăn, nguy hiểm. Và việc phải lựa vị trí an toàn để ném thì khá gây mất thời gian và cồng kềnh. Thay vào đó ta có lựa chọn tốt hơn như súng điện, an toàn, dễ sử dụng, dễ lấy. Cái quan trọng là ta chỉ có 3 quả lựu đạn nên mỗi lần ném, người chơi phải cố gắng hạ gục được cả hai ông bà cùng một lúc thì mới phát huy được toàn bộ sức mạnh của lựu đạn. Và cũng chính vì chỉ có 3 quả nên càng khiến cho lựu đạn không được dùng quá phổ biến trong Granny 2. Cùng nhau ghé thăm con mụ Valak ngu ngốc một tí nhé. Ở trong Evil Nun, thứ được ít sử dụng có lẽ là giày tăng tốc. Nhiều bạn thắc mắc rằng tại sao lại là giày tăng tốc. Mình cũng đang phân vân giữa giày tăng tốc với súng cao su cái nào được sử dụng ít hơn. Tuy nhiên, mình sẽ chọn giày tăng tốc bởi giày tăng tốc chỉ có một công dụng duy nhất là tăng tốc độ của người chơi lên trong một quãng đường nhất định. Cho thấy mức độ đa dụng của giày tăng tốc là không cao. Bên cạnh đó ta cũng có mặt nạ, một vật phẩm có khả năng dịch chuyển tức thời còn xịn sò hơn cả giấy tăng tốc. Thậm chí nó còn có thể dịch chuyển được xuyên tường nữa, dùng được lâu hơn, bền hơn.
vậy nên người chơi thường ưu tiên sử dụng mặt nạ hơn. Nhưng các bạn cần chú ý một điều rằng, mình chỉ nói giày tăng tốc được sử dụng ít chứ không hề nói là nó yếu hay phế vật. Trước khi có mặt nạ, giày tăng tốc được sử dụng khá nhiều, là một vật phẩm không thể thiếu của người chơi, chỉ là giờ người ta ít dùng nó hơn so với các vũ khí khác thôi. Đến với vũ khí tiếp theo, rất quen thuộc, không ai khác đó chính là súng phun lửa. Trước kia, khi lần đầu ra mắt, ai ai cũng sử dụng súng phun lửa, nhà nhà sử dụng súng phun lửa. Không ai là không dùng vì độ bá đạo của nó. Nhưng đấy là trước kia thôi chứ giờ nó phế vãi đái. Chỉ cho phép người chơi xịt đúng một lần, xịt xong là cái đấy thành phế phẩm luôn. Mà công dụng của nó lại không quá cao, chỉ khiến mụ Valak bị cháy trong vòng 15 giây mà thôi. Không như các vũ khí như búp bê hay súng cao su, khi sử dụng xong có thể tái chế lần nữa để được sử dụng tiếp. Nhưng súng phun lửa chúng ta bắt buộc phải xem quảng cáo thì mới có thêm đạn chứ không còn cách nào khác. Một người như mình méo rảnh đâu xem quảng cáo để lấy có 3 phát bắn ngu ngốc ấy, phí thời gian. Nếu lựa chọn xem quảng cáo thì thà xem để lấy 2 quả vạc nổ còn lời hơn nhiều đấy chứ. Chính vì súng phun lửa mỗi trận chỉ xịt được đúng một lần nên khiến mức độ phổ biến của súng phun lửa rất ít. Có khi, mức độ sử dụng của súng phun lửa còn không bằng đuốc. Một vật phẩm được miễn phí nhưng lại ngon bổ rẻ hơn súng phun lửa rất nhiều và đáng để sử dụng hơn. Đến với Evil Nun 2, ta có vũ khí được sử dụng ít nhất nhì, đó chính là thuốc gây cười. Đây là một vũ khí không hề có khả năng giết được hoàn toàn bà Valak mà chỉ khiến mụ ta lên cơn phê trong một khoảng thời gian nhất định. Độ phức tạp để chế tạo vũ khí này còn khó hơn cả súng bắn trứng và bom, mất thời gian để đi thu gom vật liệu. Điều này gây nguy cơ rủi ro cao vì hầu hết thời gian ta cần phải chế đồ ở khu vườn. Mà khu vực này rất khó để có thể chạy trốn khỏi Valak. Chính vì chế tạo khó nhưng độ hiệu quả lại không cao, không an toàn nên nếu có 3 sự lựa chọn thì rất ít người lựa chọn phá đảo bằng vũ khí này. Cuối cùng, đến với The Tin, một vũ khí chắc chắn ai cũng đoán được đó chính là thuốc độc. Một vũ khí có độ hiệu quả không cao, yếu và có thể nói là phế vật. Lý do mà nó không được sử dụng nhiều bởi nó chỉ có tác dụng lên thằng boss. Và vũ khí này khá bị động khi ta cần phải chờ boss uống thuốc độc. Mà việc đợi nó uống thì khá phiền phức và cồng kềnh, mất thời gian. Thà mình dùng một quả bom cho đi luôn cả 3 người cho nhanh. Việc giết mũi bóp thôi cũng không giải quyết được vấn đề gì, nhất là trong Xtreme. Thuốc độc trong chế độ dễ và bình thường thì may ra vẫn còn một tí tác dụng, chứ còn khó và cực khó thì khỏi nói. Cho nên nguyên nhân thuốc độc được sử dụng ít chính vì công dụng của nó không đáng kể và chỉ có tác dụng lên một mục tiêu, cực kỳ bị động, cồng kềnh.